Phương Long và Thanh Uy xin kính chào quý vị và các bạn khán giả quen thuộc của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Hy vọng trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn thật nhiều những thông tin bổ ích. Phản ánh nhịp sống muôn màu của xã hội, đề cập đến những vấn đề mà nhiều người quan tâm và cùng giới thiệu đến quý vị và các bạn một địa chỉ để thư giãn trong dịp cuối tuần là nội dung sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn khởi động cùng LTV. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay số ca bệnh tay chân miệng đang gia tăng tại các tỉnh phía Nam và dự báo sẽ gia tăng trong những ngày tới. Lúc này đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong. Tại Hà Nội và các địa phương khác cũng đã có ghi nhận nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, đây là thời điểm đầu năm học, cùng với điều kiện thời tiết thuận lợi khiến bệnh tay chân miệng lây lan nhanh. Sốt, nổi ban ở vùng tay chân miệng là những triệu chứng điển hình mà các bé này mắc phải khi nhập viện. Hầu hết các trẻ này đều mắc tay chân miệng do lây nhiễm từ các trẻ khác. Ở nhà mấy anh cũng đi học ấy, mấy anh đi học thì cũng bị chân tay miệng ấy. Hai anh nhà em cũng bị, thế là chắc là nó lây nhau. Cháu sốt cao trên 39 độ, thì em cho cháu đi khám, thì bác sĩ bảo cháu bị chân tay miệng. Thì mấy đầu thì nó nhẹ, nó chỉ có mấy lốt, nó như là cái rôm ấy. Bác sĩ cho thuốc về thì uống thì cái hôm ấy thì cắt sốt, không sốt nữa, nhưng mà sau 2 hôm sau thì nó lại mẩn lên nhiều, nó mọng nước. Từ đầu năm đến nay, tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận gần 650 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có nhiều ca biến chứng nặng. Thời điểm này thì các cháu bé nằm tại khoa thì chủ yếu là gọi là ở mức độ là độ bệnh là ở độ 2A hoặc 2B. Tức là các cháu có biểu hiện chủ yếu là sốt cao. Một số bé thì cũng có biến chứng viêm phổi bội nhiễm một chút. Bệnh tay chân miệng do virus gây ra lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Trước tình hình trên, nhiều trường học, trường mẫu giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Phương pháp thực hiện ba sạch, ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch và đồ chơi sạch được nhiều trường tích cực thực hiện. Đầu tuần, thứ hai đầu tuần là các tổng vệ sinh toàn trường bằng dung dịch vệ sinh thông thường. Rồi một tháng nhà trường lại tổng vệ sinh bằng chlorobin B một lần. Nhà trường thường luộc khăn vào thứ sáu hàng tuần và luộc cốc vào buổi sáng các ngày trong tuần. Đối với những trường hợp mà có dịch bệnh tay chân miệng, công tác nhân viên y tế đã xử lý từ thời ban đầu là kiểm tra tình hình dịch bệnh của trẻ và trao đổi trực tiếp với phụ huynh để có biện pháp phòng chống tay chân miệng. Sau đó là báo cáo kịp thời tới trạm y tế phường cũng như trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm để có biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng kịp thời cho trẻ. Các chuyên gia cũng khuyên cáo tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, chưa có vaccine dự phòng. Việc phòng bệnh chủ yếu thông qua việc ý thức giữ gìn vệ sinh của trẻ và của người chăm sóc trẻ, như rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng, vệ sinh hàng ngày và khử khuẩn hàng tuần vật dụng đồ chơi của trẻ. Thưa quý vị và các bạn, hồng là một trong những đặc sản của thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương và hiện nay diện tích hồng lớn nhất tập trung ở Phú Thuận. Từ nơi này, nhiều giống hồng ngon như Vuông Tám Hải, Vuông Đồng, Chính Nên và nhiều giống hồng khác đã được đưa đi tiêu thụ khắp cả nước. Thế nhưng trong nhiều năm gần đây, việc xây dựng thương hiệu hồng Phú Thuận Đờ Răng lại rất gian nan. Cho đến mùa hồng năm nay, người dân vẫn phải bán quả hồng trôi nổi trên thị trường, giá cả không ổn định. Phản ánh tại vùng trồng hồng Phú Thuận Đờ Răng, Đơn Dương. Thời điểm này, tại khu phố Phú Thuận thuộc thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương, cây hồng ăn quả đang bước vào giữa vụ. Lượng hàng đầu mùa tuy có hút khách nhưng giá cả chỉ ở mức trung bình. Cho dù những năm gần đây, diện tích cây hồng đã bị thu hẹp, sản lượng giảm do người dân chuyển sang trồng cây trồng khác. Loài hồng được thu mua cao nhất là hồng Chính Nên với giá từ 20 đến 25 ngàn đồng một ký tại vườn. Các loại hồng khác dao động từ 7 đến 20 ngàn đồng một ký tùy chủng loại và chất lượng. Chứ nói về cây kinh tế thì đều không mạnh lắm, chứ nói chung cây hồng là làm bây giờ nói chung là theo cây hồng vẫn còn có sống được. Chú là chú người nhà nông mà chú thích có thương hiệu lan trên cả nước thì cái vật giá mình nó phải có giá hơn. Chứ còn ở đây như hồi cổ mấy vừa ở đây nó bán nó chỉ nói bây giờ nó đi 5-7 tỉnh rồi mà nó cứ đi gắn điểm đó,
thì mình nhà vườn mình đâu có biết đâu. Bấp bênh là thế, nhưng những nông dân ở đây vẫn muốn gắn bó với cây hồng. Câu chuyện xây dựng thương hiệu hồng Phú Thuận Đờ Răng cũng đã được đề cập đến nhiều năm nay, nhưng nông dân vẫn chưa thể khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Mình đóng đi là mấy cái chợ mà chợ tỉnh là người ta quen biết cái mặt hàng của mình ở đây rồi. Cứ tới mùa là mình liên hệ với người ta là mình đóng xuống là người ta biết à, cái hàng đó là hàng Đơn Dương, hàng đó là hàng Đờ Răng. Là người ta biết rồi, à, cứ vậy thôi. À, đó là cái uy tín cá nhân thôi. Còn nếu mà bây giờ mình xây dựng một cái thương hiệu là giống như là uy tín của một cái vùng vùng miền của mình luôn vậy đó. Để người trồng hồng bớt khó khăn, địa phương đã nhiều năm tìm cách xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, việc xây dựng thương hiệu hồng Phú Thuận Đờ Răng đã gặp trở ngại khi việc điều chỉnh chi giới hành chính thành phố Đà Lạt trong những năm tới có thể quy hoạch thị trấn Đờ Răng thuộc vùng phụ cận của thành phố Đà Lạt. Theo cái quy hoạch Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thì Đà Răng là cái vùng phụ cận của thành phố Đà Lạt. Vì vậy nên là các cái thương hiệu, các cái nhãn hiệu của Đà Răng thì cũng sử dụng của thành phố Đà Lạt. Riêng đối với cái hồng Đà Răng thì ở huyện cũng đã xây dựng thương hiệu, tuy nhiên thì nó bị vướng là do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã xây dựng cái thương hiệu này rồi, nên là Đơn Dương không có xây dựng nữa. Cái việc sử dụng sau này thì sẽ phối hợp với lại thành phố Đà Lạt để sử dụng cái thương hiệu này. Thực tế, thị trấn Đờ Răng là địa phương có diện tích cây hồng ăn quả lớn nhất tỉnh với trên 1.000 hectare. Với thổ nhưỡng khí hậu đặc thù giao thoa giữa hai vùng khí hậu nhiệt đới và ôn đới, nên chất lượng quả hồng ở đây được đánh giá ngon ngọt hơn những nơi khác. Theo vào đó, người dân nơi đây đã gắn bó với cây hồng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Họ am hiểu và phát triển nhiều giống hồng phù hợp và linh hoạt chuyển đổi những giống hồng thị trường ưa thích. Vì vậy, nếu không xây dựng được một thương hiệu riêng, thì người trồng hồng ở Đờ Răng sẽ gặp những thiệt thòi nhất định. Chúng tôi cũng đang liên hệ với phòng kinh tế hạ tầng huyện để xem xét cái việc mà mình làm một cái nhãn hiệu riêng được hay không, hay là phải lồng ghép với cái nhãn hiệu của Đà Lạt. Thì nếu như mà sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện thôi. Thì tuy nhiên thì ở góc độ ở địa phương thì cũng Đờ Răng thì nó có một cái đặc thù riêng. Đó, nếu như gắn nhãn hiệu Đà Lạt thì trái hồng Đà Lạt thì chúng tôi cũng phải tính toán về trong cái chỉ giới địa lý cũng như là trong cái đóng gói sản phẩm bao bì, để nó có cái người dân họ, người tiêu dùng họ sẽ biết được cái đặc trưng của trái hồng Đờ Răng. Cây hồng từng là cây trồng chủ lực của thị trấn Đờ Răng. Sau những năm gần đây, nhiều gia đình đã chặt bỏ cây hồng để trồng la ghim, vì có những thời điểm giá hồng xuống thấp tới mức giá bán không đủ tiền công thu hái. Tiếc nuối vì phải loại bỏ cây trồng mà mình đã gắn bó. Nhờ nó mà bao đời nay, nhiều thế hệ được nuôi sống lớn lên dưới tán những cây hồng. Vì vậy, phần nhiều những người trồng hồng vẫn không muốn phá bỏ. Với hy vọng mai này, quả hồng Đờ Răng sẽ có chỗ đứng vững vàng trên thị trường bằng thương hiệu của riêng mình. Chỉ khi có thương hiệu vững vàng, người trồng hồng sẽ bớt phần thấp thỏm trong mỗi mùa vụ mới. Thưa quý vị và các bạn, với hương vị đặc trưng của một loại quả ở miền nhiệt đới, quả sầu riêng thật sự hấp dẫn nhiều người. Không khó để tìm mua sầu riêng, nhất là vào thời điểm chính vụ. Vì hiện nay, chúng đã phổ biến khắp mọi vùng miền, nhưng để chọn được một loại quả chín cây và thơm ngon tự nhiên, chắc chắn bạn phải có tay nghề đấy. Vâng, và đa số người tiêu dùng đều thích loại sầu riêng quả có màu xanh hơn là loại có quả màu vàng. Tuy nhiên, đa số sầu riêng cung cấp ra thị trường đều là loại sầu riêng có vỏ màu vàng, vì vậy giá thành thấp lại không bán được với số lượng nhiều. Vậy làm thế nào để trái sầu riêng có vỏ màu xanh hấp dẫn người tiêu dùng hơn? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tư vấn ngay sau đây. Sầu riêng luôn là loại quả được nhiều người yêu thích bởi hương thơm và vị béo ngậy đậm đà. Những trái sầu riêng ngon là những trái gõ vào phát ra tiếng bịch bịch. Cúng còn tươi, màu hơi xanh và cứng. Quả sầu riêng chín cây sẽ có màu xanh rêu hay ẩn một chút vàng nhạt. Còn nếu như chạm vào vỏ mà thấy bột màu vàng kem thì đó là sầu riêng tẩm hóa chất bị ép chín. Bạn nên chọn những quả sầu riêng có gai đậu hơi tròn, gai xanh to đều. Sầu riêng ngâm hóa chất sẽ có gai màu sậm, gai nhọn nhưng bị mềm do còn non và bị ép chín bằng thuốc. Khi nhìn vào hình dáng quả sầu riêng, bạn nên để ý tới phần eo. Đừng vội chọn những trái tròn đẹp mắt. Quả sầu riêng ngon, chất lượng sẽ có phần eo phình to, đều và không méo mó.
bạn có thể trông thấy các múi rõ ràng từ phía ngoài vỏ. Tâm lý người tiêu dùng hiện nay đều thích chọn mua hoa quả đẹp mắt. Riêng đối với sầu riêng, loại quả có vỏ màu xanh luôn bán được giá hơn vỏ vàng. Tuy nhiên, đa số sầu riêng cung cấp ra thị trường hiện nay đều là loại sầu riêng có vỏ màu vàng, có giá thành thấp, mặc dù thịt bên trong rất chất lượng. Vì vậy, làm thế nào để thu hoạch được sầu riêng đẹp màu, thịt ngon? Chúng ta cùng đến với tư vấn của chuyên viên về cách phục hồi sau thu hoạch để trái sầu riêng có vỏ màu xanh bắt mắt. Đối với xử lý sầu riêng da xanh thì bà con lưu ý quan tâm cho tôi những vấn đề như sau. Thì xử lý sầu riêng da xanh, bà con cần đó là một sức khỏe cây tốt. Để có được một sức khỏe cây tốt thì bà con cần phục hồi sau thu hoạch. Và phục hồi sau thu hoạch thì bà con có thể sử dụng những cái sản phẩm có hàm lượng amino acid cao, kali humat để phục hồi cả rễ và cả gốc, cũng như là phục hồi cái nền vi sinh. Và lưu ý là sau thu hoạch bà con nên bón từ 50 đến 100kg phân bò ủ hoai mục để cung cấp cái hàm lượng hữu cơ cao, tạo ra cái điều kiện tốt nhất cho cái bộ rễ phát triển. Để mà xử lý sầu riêng da xanh thì bà con chú ý là cần những cái như là hàm lượng magie cao, hàm lượng magie này, bo, đồng, kẽm, sắt là những cái mà sẽ làm ảnh hưởng đến cái da xanh của bà con rất là nhiều. Thì bà con có thể khi mà ra trái non, trái bắt đầu bằng quả trứng vịt thì bà con định kỳ phun từ 7 đến 10 ngày một lần, phun tất cả những cái loại phân bón lá mà nó có cung cấp tất cả những cái hàm lượng magie cao, kẽm cao, đồng, sắt và vi lượng. Định kỳ phun như vậy thì sẽ hỗ trợ cho cái cây sầu riêng của bà con khi mà cái trái nó lớn, nó sẽ có màu sắc đẹp hơn, trái tốt hơn và đặc biệt là một cái màu da xanh, xanh non. Bà con lưu ý là không nên sử dụng những cái loại thuốc nấm để xử lý sầu riêng da xanh, bởi vì khi mà bà con sử dụng quá lạm dụng thuốc nấm thì sau này cái nền vi sinh ở dưới đất nó sẽ bị tàn phá rất là nhiều. Khi mà nó tàn phá nhiều như vậy thì cây sầu riêng về sau này nó ảnh hưởng đến sức khỏe của cây rất là lớn, và cái điều kiện môi trường đất để cho cái bộ rễ phát triển càng ngày nó sẽ càng thấp đi, cái bộ rễ nó sẽ kém phát triển, và từ 5 đến 7 năm sau thì sẽ khiến cho cái cây sầu riêng của bà con nó là năng suất rất kém và cây dễ bị bệnh. Với những tư vấn vừa rồi, hy vọng bà con nông dân sẽ chăm sóc tốt cây sầu riêng, thu hoạch được những trái sầu riêng ưng ý và vụ mùa bội thu. Và là người tiêu dùng thông minh, hẳn bạn sẽ biết cách chọn cho mình quả sầu riêng an toàn chất lượng với những kiến thức hữu ích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ tất cả chúng ta đã quá quen thuộc khi nhắc đến căn bệnh phong, một căn bệnh mà từ lâu đã tạo nên nỗi ám ảnh trong tâm thức của nhiều người. Phong là một căn bệnh nguy hiểm, tuy nhiên chúng ta đừng quá lo lắng vì hiện nay đã có nhiều phương pháp để có thể điều trị dứt điểm bệnh phong. Điều quan trọng là phải phát hiện kịp thời để tránh những biến chứng về sau. Trong một sức khỏe cho ngày mới ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ và yên tâm hơn về căn bệnh này. Nguyên nhân gây nên để lây truyền bệnh phong là đầu tiên là trực tiếp tiếp xúc người bệnh với người lành qua cái là tiếp xúc, nhưng mà khi phải có sấy sược, có sấy sược và với những cái người mà miễn dịch trung gian tế bào yếu thì khi đó nó mới lây, chứ còn không thì không lây. Và chu kỳ của một cái nhân sinh của vi khuẩn phong thì rất là dài, từ 13 đến 14 ngày mới chu kỳ nhân sinh lên. Còn ra môi trường thì bệnh phong chỉ có sống được trong khoảng 48 tiếng ở nhiệt độ khoảng 60-70 độ C là bệnh virus phong sẽ vi khuẩn phong đã mất. Để phát hiện bệnh phong thì chúng ta cần nhận biết về các cái triệu chứng, giống như triệu chứng về da thì là có thể nói những cái dạt, các cái mảng thấm nhiễm hoặc mảng cũ hoặc các cái u cục. Còn về các cái vùng mà ở chỗ mà các cái mảng da thấm nhiễm đó thì nó sẽ có gây nên mất cảm giác, giống như cảm giác có ba loại cảm giác mình cần lưu ý. Thứ nhất là cảm giác về nóng lạnh, đau đớn, sờ mó. Cái thứ hai là về cái tật tổn thương gây thần kinh. Vi khuẩn phong chỉ tấn công ở các cái thần kinh ngoài biên, giống như thần kinh cổ nông, thần kinh trụ, thần kinh giữa, thần kinh quay, thần kinh chạy sau, thần kinh hông treo. Bệnh nhân phong hiện nay thì
nếu như mình dùng tùy khi lúc mà quan trọng là lúc phát hiện, mới với bệnh nhân mà mới phát hiện chưa có mức độ tàn tật nguy hiểm giống như co cụt mắt thỏ, rồi tàn tật ở người, tàn tật ở tay chân thì sẽ điều trị tại địa phương. Thuộc điều trị thì là do chương trình của dự án phòng chống quốc gia cấp nên là hoàn toàn miễn phí. Còn nếu mà những bệnh nhân mà có bị nhóm nhiều khuẩn gây nên những cái tàn tật nặng độ 2 như mắt thỏ, rồi co cụt, rồi gây nên những cái thần kinh viêm sưng đau nhiều thì có thể chuyển ở trại phóng điều trị ở đó tận tình có bác sĩ phòng ngừa bệnh phong. Thì chúng ta nên không tránh những cái xây xác, những vết thương tiếp xúc với những người bệnh qua đường hô hấp, ăn uống, nhưng mà không cần thiết phải cách ly. Để phòng ngừa tàn tật bệnh phong thì khi những người bệnh phong được phát hiện sớm, chúng ta nên đến các cơ sở y tế được điều trị miễn phí và điều trị sớm, sẽ tránh những phong ngừa tàn tật nặng nề gây cho người bệnh cảm giác về kỳ thị. Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc là một phần không thể thiếu của đời sống từ ngàn xưa, và những làn điệu truyền thống ấy chính là những mạch cuộn quý giá kết nối chúng ta với những nền văn hóa phong phú đầy bản sắc của dân tộc. Tại Đà Lạt cũng có rất nhiều đội nhóm câu lạc bộ dân ca nhạc cổ truyền ra đời và đi vào hoạt động tích cực. Đây không chỉ là nơi giúp giữ gìn vốn quý của dân tộc mà còn là sân chơi thực sự bổ ích lành mạnh cho tất cả mỗi người, đặc biệt là giới trẻ, giúp họ hiểu thêm về những nét đặc sắc trong đời sống tinh thần của cha ông xưa. Chương trình hôm nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một địa chỉ như thế tại Đà Lạt. Hàng đêm tại phòng trà nhạc quán quê hương, ngụ tại phường 9, thành phố Đà Lạt, là không gian do các thành viên câu lạc bộ dân ca và nhạc cổ truyền thuộc Nhà văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng cùng nhau đóng góp để hình thành nên. Vừa tạo không gian cho câu lạc bộ sinh hoạt, lại vừa là điểm giao lưu dành cho tất cả những ai yêu mến nhạc cổ truyền. Thích âm nhạc và nhất là nhạc những cái làn điệu dân ca của ba miền. Tôi thấy tất cả các anh chị em trong câu lạc bộ là mặc dù người ta chưa chuyên nghiệp lắm nhưng mà người ta hát bằng tất cả cái tâm tình của mình gửi vào những cái lời ca tiếng hát đó. Cho nên tôi cũng rất là thích và rất là yêu mến những con người như vậy. Tôi sẽ bạn bè và gia đình và một số người thân ở đến đây sẽ ủng hộ cho câu lạc bộ. Được biết câu lạc bộ được thành lập từ tháng 10 năm 2017, chỉ với 30 thành viên đều là hội viên người cao tuổi. Đến nay đã tăng lên 55 thành viên với độ tuổi từ 27 đến 68. Để chuẩn bị cho hội thi hát múa dân ca toàn tỉnh sẽ được diễn ra vào cuối tháng 10 này. Các thành viên đang tích cực tập luyện cho 7 tiết mục với các thể loại như hát quan họ, chèo, dân ca Nam Trung Bộ, ca Huế, chầu văn, v.v. Thì tôi thấy là nên giữ gìn và phát huy cái màu sắc bản sắc văn hóa dân tộc. Cho nên là chúng tôi tự nguyện thành lập ra câu lạc bộ này. Và nói thật là tôi cũng bước đầu là mang hết. Chưa ai tài trợ, chưa ai giúp đỡ. Thì bản thân mình có điều kiện. Thì mong mỏi anh em tập hợp lại quanh mình rồi thành lập ra. Tới này tôi sẽ tổ chức cùng với Nhà văn hóa Lao động sẽ tổ chức ra một cái hội diễn, một cái liên hoan các câu lạc bộ của toàn tỉnh, ai tham gia được họ đến để thi đua nhau, mục đích là thi đua nhau, học tập lẫn nhau rồi để duy trì bản sắc văn hóa dân tộc. Mà đây là cái niềm đam mê của tôi,
và tôi muốn mọi người cũng như mình để rồi giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc. Tất cả trong câu lạc bộ thì anh em đều có cái lòng đam mê ca hát là đặc biệt rồi, nhưng mà đam mê cái giữ gìn cái dân ca của nền văn hóa bản sắc dân tộc đó. Trong cái câu lạc bộ này nó có làm một cái tập thể đó, là cũng tương đối là đoàn kết và có những cái chia sẻ với nhau, động viên nhau. Ví dụ anh này trong đó có cái tổ chức sinh nhật chẳng hạn hàng tháng cho hội viên câu lạc bộ đó, do vậy cho nên là nó có những cái cuốn hút. Chỉ là điểm đến của những người có niềm đam mê đối với nghệ thuật cổ truyền, mà đây còn là một mái nhà chung của những người ông, người bà sau những buồn bề của cuộc sống. Họ có thể quay quần lại đây để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, từ đó có thêm động lực để sống vui, sống khỏe, sống có ích. Thưa quý vị và các bạn, với những ai đã chọn nghề giáo để thực hiện ước mơ và hoài bão của cuộc đời mình, thì có lẽ những năm tháng được cống hiến trên bục giảng, truyền đạt kiến thức cho lớp lớp học trò, được đón nhận nhiều sự tin yêu quý trọng, có lẽ là niềm hạnh phúc cao quý nhất. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một người thầy như thế. Luôn tận tâm, nhiệt huyết và yêu nghề chính là những gì để nhận thấy ở người thầy này. Là động lực để thầy gặt hái nhiều quả ngọt trong hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người ở vùng đất Di Linh. Sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người đòi hỏi sự góp sức không chỉ của chính quyền địa phương mà cả tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh của người thầy, người cô. Có như vậy mới làm nên những mùa trái ngọt, nâng cao chất lượng dạy và học không chỉ ở một môi trường cụ thể mà còn cả cộng đồng nói chung, mà Di Linh chính là một điển hình. Khi mà tôi mới ra trường, thì trong cái nhiệt huyết của tôi về bộ môn toán thì cũng bình thường, không có gì mà nổi trội. Nhưng mà sau khi mà tôi vài lần tôi được cử đi học huyện, cử lên tỉnh học, và khi gặp các đồng nghiệp ở những huyện khác thì các đồng nghiệp và các huyện khác có học sinh giỏi rất là nhiều, mà riêng huyện chúng tôi thì cái việc học sinh giỏi môn toán thì rất là hiếm, nên tôi quyết tâm lao vào con đường này để giúp cho các em trong huyện có một cái thành tích tốt hơn về bộ môn toán. 30 năm đứng trên bục giảng, không sao có thể kể hết được bao nhiệt huyết và đam mê của người thầy giáo ấy để có thành công ngày hôm nay, với hơn 200 học sinh đã đạt kết quả cao qua các kỳ thi học sinh giỏi toán. Trong đó có 40 học sinh đạt giải toán cấp quốc gia, 5 học sinh đạt giải nhất môn toán cấp quốc gia. Trong kỳ thi đại học năm 2017-2018, toàn tỉnh có 2 học sinh đạt điểm 9 môn toán và huyện Di Linh có 1 em. Thì cũng nghe thành tích của thầy cũng đã lâu, nhưng mà chị hồi xưa cũng học ở thầy. Chị cũng khuyên là lên cấp 3 nếu cố gắng theo được thầy thì sẽ tốt hơn cho việc học toán của mình. Trong lúc dạy học thì thầy cũng có nhiều phương pháp hay để cho chúng em tiếp thu. Thì em thấy thầy có những phương pháp dạy rất là thú vị, dễ tiếp thu. Không những vậy, thầy còn là một thầy giáo vô cùng tận tụy và có tâm trong nghề. Điều đó làm em vô cùng hứng thú trong quá trình học tập, dễ tiếp thu và học tập có hiệu quả hơn. Từ năm 2008, thầy Trương Công Cường đã mở những lớp học văn hóa cho học sinh khó khăn, không thu học phí cho các bạn không đủ điều kiện đến trường. Sự nghiệp trồng người của thầy giáo Trương Công Cường còn nối tiếp với những ý tưởng phù hợp với thực tế phát triển của xã hội nói chung và của huyện Di Linh nói riêng, khi hình thành một trung tâm Anh ngữ được Đại học Cambridge cấp chứng chỉ quốc tế. Thầy là một người rất là nhiệt huyết, có tâm trong công việc. Thầy luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho các giáo viên cũng như nhân viên và học sinh trong trung tâm Âu Việt có điều kiện học tập và làm việc tốt nhất. Với những kết quả đạt được trong sự nghiệp trồng người, thầy Trương Công Cường đã nhận được nhiều bằng khen, kỷ niệm chương của các cấp, các ngành.
Nhưng điều quý nhất đối với người giáo viên ấy vẫn là sự tin yêu trân trọng của bao thế hệ học trò đồng nghiệp trong suốt 30 năm gắn bó với vùng đất Di Linh. Vâng, chương trình Bình Minh Cao Nguyên kỳ này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình vào lúc 16 giờ 20 phút thứ Bảy hoặc trên trang thông tin điện tử lamdongtv.vn, trên YouTube ở địa chỉ youtube.com/lamdongtv. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.